Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Và hiện tại mình đang ở chỗ farm Enderman của mình, để mình có thể sửa cái cây cúp mà hôm qua mình dùng nó hư tanh bành rồi ha. Nè, nó muốn nát luôn rồi, mình cần phải sửa cho nó full đồ bền lại cái đã. Rồi, sẵn tiện đây mình... Úi, nhưng mà mỗi lần mình xuống cái thế giới kết thúc là cái thanh kinh nghiệm nó lại bị lỗi hả? Nó mất tiêu rồi. Một tí là lại phải thoát ra vô lại thì nó mới hiện thanh kinh nghiệm lại nữa. Khổ ghê á. Không biết sao để khắc phục cái vụ này nữa. Rồi farm sửa xong cây cúp đi. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang chuyên mục test nhân phẩm đầu video ha. Tại vì hôm rày mình cũng rất ít khi cường hóa á. Nên hôm nay mình muốn cường hóa cho cây kiếm của mình nó trở nên mạnh nhất có thể ha. Sắc bén 3. Gần được sắc bén 4 rồi, kệ lắm luôn. Sắc bén 3 cũng tốt. Rồi, sức mạnh 4 nữa nè. Sắc bén 2 nữa chứ, cay thế nhờ. Không như mình mong muốn ấy. Nữa nè, ê, hai cái sắc bén 3 mình ghép lại thành sắc bén 4 được rồi. Ồ, tốt quá. Đây, sắc bén 4 nha. Gom lại là thành sắc bén 5 nha, được luôn. Tuyệt vời. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ ép thử coi xuyên thủng cấp độ 5 được không. À, vậy là xuyên thủng cấp độ 4 là cao nhất rồi. Nạp nhanh. À, nạp nhanh cấp độ 3 được nè. Mình sẽ đặt tên là nỏ của thầy Lộc. Nó lại bị hợp lý á nhờ. Nỏ của thầy Lộc á. Rồi, còn cái món đồ gì cần cường hóa không? À, cái cây đinh ba, mình còn thiếu dòng lòng trung thành. Mình muốn nó có dòng lòng trung thành mà xịn xịn hơn xíu. Đây, để cho nó giật về nhanh hơn á. Chứ hiện tại lòng trung thành cấp độ 1, mình phóng nó mất cỡ mấy giây nó mới giật về lận. Gai nữa nè. Không tốt tí nào cả. Thử nhân phẩm thêm một xíu nè. Hôm nay có vẻ mình khá là hên á. Sắc bén 1 các thứ. Nè, lòng trung thành cấp độ 3 luôn. Mình nói rồi, hôm nay nhân phẩm mình đúng hơn luôn á. Nè, ép luôn. Lòng trung thành cấp độ 3. Rồi, xong phim. Hình như bây giờ mình còn có thể ép vô cái cây đinh ba này dòng sấm sét nữa sao á. Dòng mà quýnh, mình chọi chúng một phát á là sét quýnh xuống cái đùng luôn. Mình thử thêm tầm 10 lần nữa coi. Coi có ra không. Hết kinh nghiệm rồi. Mình nên chanh một lúc cái hết kinh nghiệm luôn. Ủa, tính ra trong đây mình có cái dòng lòng trung thành sẵn luôn rồi nè. Mà mình quên kiểm tra nhờ. Trời ơi, làm nãy giờ cường hóa quá trời quá đất luôn. Thì cái tình mình á. Rồi, giờ thì lấy cái dòng đánh bật lùi ra để mình ép vô cái cây kiếm mình thôi. Cho nó có đánh bật lùi luôn ha. Kiếm của thầy Lộc. Đấy. Cái gì cũng phải có cái tên của thầy mới được. Xong pin rồi ha. Giờ thì chắc gom đồ đi về thôi. Sửa xong cây cúp rồi. Hôm qua thì chúng ta đã cùng nhau kiểu như làm được một cái máy farm Guardian ở chỗ thủy cung rồi. Nhưng mà thủy cung nhìn nó còn có vẻ là khá là đơn sơ ha. Tại vì nó đã lộ rõ cái phần sỏi ở dưới đáy biển. Mình thì thấy nó không có được đẹp lắm. Thế nên bây giờ mình sẽ lựa ra hai cái rương su cơ trống nè. Rồi sau đó mình sẽ qua cái biệt thự của mình, ghé vào cái nhà kho để mình lấy nguyên vật liệu chuẩn bị cho công cuộc trùng tu lại cái thủy cung ha. Cụ thể hơn là mình sẽ thay đổi cái phần sỏi ở xung quanh thủy cung trước để nhìn cho nó khác biệt một tí, nhìn cho nó đẹp hơn. Mình thì đang có một cái ý tưởng này. Giờ trước mắt mình sẽ lấy ra hai rương trước. Một rương thì mình sẽ chứa toàn là đất thôi. Thêm một hai stack nữa. Rồi một rương thì mình sẽ chứa toàn là netherrack ha. Đây, thêm hai stack tiếp. Rồi. Và ý tưởng của mình là mình sẽ làm kiểu như là giống như thủy cung nó bị phân chia bởi hai cái ha. Thứ nhất là đất liền, thứ hai là địa ngục. Nghe có vẻ khá là hợp lý ha. Một bên là cỏ xanh tốt, đất cỏ xanh tốt nè. Một bên là đá âm phủ, gạch âm phủ các thứ. Trời ơi, hơi bị đã, hơi bị ngầu luôn. Hy vọng là ý tưởng của mình nó sẽ không tồi ha. Thôi, giờ thì bay tới thủy cung nào.
cái phần đất ở phần sỏi đây nó nhìn nó rất là xấu luôn á, thật sự luôn nè, nó cứ bị một màu á. Nên bây giờ mình sẽ lấy cột mốc là ở trung tâm thủy cung ha. Chắc mình sẽ đào ra một đường nữa quá. Mình lấy cây xẻng, mình cần cây xẻng. Bây giờ lúc xẻng phát huy, mình sẽ bỏ cái đường chính giữa này. Cái đường chính giữa là cái đường giao nhau giữa phần đất và phần netherrack á. Đây, cái đường chính giữa này mình sẽ bỏ qua ha. Rồi, giờ thì bên nào là bên đất, bên nào là bên netherrack đây? Chắc bên bên trái là phần đất đi nha. Bên trái nhìn nó khá là phẳng nè, mình ốp đất đi ha. Còn bên phải dùng netherrack. Rồi, ok, quyết định vậy đi. Netherrack dục qua bên này. Rồi, giờ thì ốp đất vô thôi. Công đoạn này hơi mệt xíu nhưng mà mình sẽ cố gắng ha. Vì vẻ đẹp của cái thủy cung nên mình phải chịu khó đầu tư thôi, cho nó toàn là đất hết luôn. Nhưng mà ốp đất vô thì mình phải cắm đuốc lại liền nha, để không thôi nó xuất hiện quái vào buổi tối là mệt nữa. Mình không muốn buổi tối phải thức dậy rồi chiến đấu dọn dẹp quái vật thì mệt lắm. Sau khi ốp được phân nửa thì nhìn nó đã khác biệt liền rồi nè. Đã thiệt á. Ồ, khác chưa, khác chưa. Nhưng mà nó còn khá là tối ha. Nè, vẫn còn quái xuất hiện nè. Oh my god luôn, vì là chỗ này còn thiếu đuốc. Ảo sao. Tiễn dòng nó bằng cái đinh ba này. Phóng liền. Có lòng trung thành là phóng hồi hơi bị nhanh đó nha. Đừng có giỡn. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ up nốt phần bên kia bằng những cái cục netherrack thôi. Hy vọng những cục này thì nó sẽ đẹp ha. Ôi ôi, mình cất bớt mấy cái sỏi dư ra. Mình sẽ lấy netherrack ở đây. Rồi, up nốt mặt bên này thôi. Mặt bên này có vẻ nó gồ ghề hơn nè. Có cơ. Nó lởm chởm, nhìn thấy ớn luôn á. Cái này chắc mình phải chỉnh sửa lại nhìn cho nó được mắt hơn xíu thôi. Chứ như vậy là thấy không ổn tí nào cả. Giờ thì kiểm tra đuốc bọng các thứ lại coi coi ok chưa ha. Một vài chỗ nó chưa có được thắp đuốc đàng hoàng nè. Mình cần phải thắp lên cho nó đầy đủ một xíu. Coi coi còn thiếu chỗ nào không ta. Cái này chắc đợi một xíu tối tí nữa quái nó xuất hiện chỗ nào thì mình mới biết đường cắm thêm ha. Chứ như vậy thì nó còn hơi đơn sơ quá. Một số chỗ chắc chắn nó sẽ vẫn còn tối mà mình không phát hiện ra. Đây đây đây, chẳng hạn chỗ này hơi ít đuốc nè. Đó là mình phải nhét đuốc vô liền ha. Ở phía dưới thì mình đã cắm đuốc rồi nên nó cũng đỡ đỡ hơn tí. Ui nhưng mà nãy giờ cái máy farm mấy cái con Guardian mình nó cũng hoạt động hay sao á. À cha cha cha, cũng được phép. Mình đã làm thêm nhiều rất là nhiều rương ở dưới nè, để đảm bảo là nó không có bị đầy rồi lắc máy nữa ha. Chứ mỗi lần mình lại đây là nó ưa bị lắc máy lắm, rất là khó chịu luôn. Rồi, và như vậy thì kế hoạch thay đổi cái phần sỏi thành đất cũng như là netherrack của mình đã thành công rồi á. Nhìn nó khác biệt hẳn liền. Và bây giờ nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình trang trí cho những cái chỗ đất này, những chỗ netherrack đằng kia nữa. Một vài thứ đơn sơ ha, để giúp cho chỗ này nhìn nó có sức sống hơn. Chứ bây giờ thì nhìn nó còn trống quá, nên cũng không được đẹp lắm ha. Rồi xử lý hai con slime này luôn. Một phát chết ba con slime nè. Coi được không? Mình sẽ canh canh xong bắn phát chết ba con coi. Đó. Chết cả đàn luôn. Bắn tiếp xiên bốn con luôn nè. Thành slime xiên mũi tên nè. Bắn phát. Đây 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 đây, ngay góc này. Hi. Ui, chết ba con thôi. Cũng được khá là nhiều móng chắc nhận á. Ngay chỗ mình là slime chân hay sao á, slime lâu lâu nó cứ xuất hiện hoài à. Rồi bây giờ thì mình sẽ về nhà để chuẩn bị cho việc trang trí chỗ này thôi. Không biết là trang trí theo cái chủ đề gì ha. Cái này chắc là chủ đề địa ngục với chủ đề đồng bằng quá à. Tại vì đất chứ netherrack thì chỉ có hai chủ đề đó là thích hợp thôi. Và cách nhanh nhất để biến một chỗ không có sự sống thành một chỗ có sự sống hơn, đó chính là mình sẽ trồng cây vào á. Ở đây thì mình sẽ mang theo hình như là gần full những cái loại mầm cây mà mình có rồi đó. Mình qua đây mình trồng á. Mỗi chỗ thì mình trồng một loại cây nó sẽ hợp lý hơn á. Ví dụ trên đây cao cao nè, là chỗ thích hợp để mình trồng gỗ vân sam. Bên đây thêm một cây nữa đi. Bên đây còn trống lắm nè. Cho thêm cây sim gai nữa.
Hy vọng là nó nghiêng về hướng bên đây luôn là đẹp nè. Ui, cây tấn băng vậy. Tấn đơ như cây cơ luôn rồi. Thôi kệ đi. Rồi giờ thì cùng ngắm lại. Cùng ngắm từ trên cao coi. Coi coi có sự thay đổi chưa. Đấy, đã có một chút sự thay đổi về cái diện mạo của thủy cung rồi đó. Kiểu nhìn có sự sống hơn tí rồi. Mình sẽ tranh thủ mình trồng ở đây thêm vài cây gỗ vân sam. Đây một cây, trên đây một cây nữa. Rồi, công cuộc trồng cây đã xong rồi ha. Ngoài ra thì mình còn mang theo nhiều thứ để mình trang trí lắm. Cái đây là cái rương dành riêng cho cái vùng đất này ha. Đó, đã chưa, đã chưa. Còn có mấy cái tổ ong nữa nè. Lần trước mình lượm khá là nhiều ha. Nên bây giờ mình sẽ gắn vô mấy cái cây để nhìn cho nó đẹp hơn. Cao quá mình nhón không tới. Chân ngắn cũng khổ. Đây mình đặt ở dưới cái cọng dây leo được không? À đặt dưới cọng dây leo vẫn được nha. Ồ cũng đẹp phết đấy chứ. Rồi bên đây thêm một cái nữa đi. Đó. Chế luôn. Thường thường thì tổ ong nó sẽ xuất hiện trên cây gỗ bạch dương hoặc là cây gỗ sồi ha. Mình chế vô cây gỗ rừng rồi cây gỗ sồi sẫm nữa. Người chơi hệ chế ha. Và mình sẽ làm một cái kiểu như là hồ nước nhỏ nhỏ đấy nha. Ừ, hợp lý á. Tại vì mình còn bắt theo Axolot nữa mà. Nên làm ở đây một cái hồ nước ha. Thả Axolot vô. Đó. Đây là hai em Axolot màu hồng nên mình sẽ để nhiều nhiều màu hồng tí. Rồi gắn mấy cái san hô vô. Ui giời ơi, hơi bị đẹp, hơi bị đẹp. Mình đem hơi nhiều rồi. Đáng lý ra nên đem ít một tí. Rồi dưới này thêm một cái nữa. Đó. Đỡ hơn liền, cho một chút cỏ vô ha. Cỏ biển vô. Lá súng các thứ vô. Ngoài ra thì mình còn đem rất là nhiều tre luôn. Tre chắc mình sẽ trồng vô cái khoảng trống này đi. Tại vì chỗ này nó còn khá là trống nè. Đó mình sẽ làm một cái cánh rừng tre nhân tạo ở đây ha. Ủa, hay là mới mốt mình đem vài em gấu panda vô đây ở ta. Hợp lý á. Tại vì cái chỗ này cũng khá là gần nhà mình. Mình có thể dời mấy em thú nuôi qua đây để cho vô đây sống cũng được nè. Rồi cánh rừng tre mình sẽ cho nó dài qua tới đây thôi. Rồi. Còn gì nữa không nhờ? Hết rồi. Mình chỉ đem có nhiêu đây thôi đó. Còn ít bông nè, mình sẽ trồng thêm bông các thứ ha. Đây đang xen vô đây. Rồi hy vọng là mấy con ong trong mấy cái tổ ong á, mình mang theo nó sẽ thấy được bông ở đây rồi lại lấy mật ha. Chỉ sợ là xa quá nên ong nó không thấy rồi nó không lấy mật thôi. Rồi và như vậy thì mình đã trang trí sơ sơ qua cái phần đất rồi ha. Một tí thì mình sẽ qua bên kia để trang trí nốt cái phần netherrack nữa. Giờ thì ngắm lại cái nữa nào. Đấy. Có nên xây nhà không ta? Sao càng trang trí mình lại càng muốn làm cho nó nổi hơn á nhờ. Nếu mà xây nhà thì cũng xây được, nhưng mà phải xây cái kích thước nhỏ thôi. Xây kích thước bự thì nó sẽ không có đủ diện tích á. Nếu mà mình mót mót thì mình có thể xây ở đây một căn nhà được nè. Bên kia căn nhà được á. Nhà siêu tí hon luôn. Thôi nói làm liền đi, làm luôn căn nhà nhỏ nhỏ nào. Bây giờ thì đã có một chút sự khác biệt rồi nha. Có nhà rồi. Mình một bên là mình sẽ xây một căn nhà hoàn chỉnh ha. Còn một bên là mình sẽ làm giống như là căn nhà đang thi công vậy đó. Đây là cái phần khung nhà nè. Rồi đây chính là đống gỗ chuẩn bị xây nhà. Đó. Nhìn khá là lạ ha. Đây là kiểu lần đầu mình trang trí kiểu như vậy á. Thấy cũng tương đối giống một cái ngôi nhà đang thi công ấy chứ. À, buổi tối sao chỗ mình nó xuất hiện slime nhiều cực. Mình nó không muốn lấy slime rồi nhưng mà nó cứ xuất hiện là mình phải farm thôi. Tại vì bỏ slime thì ổn lắm. Thôi ăn tăng gia nhà mới luôn. Ngủ trong đây hôm ha. Cái nhà bé bé xinh xinh như vậy nhưng mà kế thi công thì cảm giác rất là mới lạ luôn. Rồi như vậy thì xong một bên rồi. Giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang trang trí phần đối diện. Và phần đối diện thì mình sẽ không sử dụng những cái block cũ nữa. Mà mình sẽ sử dụng block riêng biệt ha. Đây là những block liên quan đến địa ngục nè. Có một vài cái thì nó không liên quan lắm. Chẳng hạn như là Valen. Valen nó ở bên thế giới kết thúc á. Nhưng mà mình không có nhiều khói cho lắm. Nên mình
mượn tạm đi, mượn tạm những khói bên thế giới kết thúc mình trang trí cho bên này luôn. Rồi. Trời 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 trời. Sao cây này nhìn kỳ vậy ta? Và bên này mình không biết xây cái gì cho nó liên quan đến địa ngục giờ luôn á. Để mình ngồi suy nghĩ coi mình xây cái gì vậy ta. Cái chỗ này thì mình sẽ tận dụng để làm một cái hồ nhung nham á. Ủa, đây đây, cái rương đây. Rồi mai mốt có điều kiện hơn thì mình sẽ làm mấy cái hồ với quy mô nó to hơn tí ha. Đổ không đầy nữa cái hồ nhỏ nữa nè trời. Nhìn cái hồ nhung nham nó phèn nha. Mèn đét ơi. Bên đây thì trước mắt mình chỉ biết trang trí như vậy thôi. Trong thời gian rảnh mình sẽ ngồi mình suy nghĩ coi. Ừ. Quên. Mình sẽ làm một cái giống như là cái tàn tích cổng địa ngục gì đó. Đúng rồi. Hay gì nãy giờ mình thấy mình cứ quên cái gì. Đây. Rồi nhét một cái pha lê vô. Đây. Thấy cái độ nguy hiểm của mình chưa? Bạn nào chống chống mình đi mình đục vô này end series luôn giờ nè. Bạn bị kinh rồi. Thấy mình liều không? một pet đó. Chứ giờ cho tiền mình cũng không dám đập khơi khơi nữa. Rồi. Gãi gãi mấy cái hắc diệm thạch xuống dưới đất thêm tí ha. Bên đây nữa. Rồi. Vậy là mình đã xong cái công đoạn trang trí cái cánh cổng địa ngục rồi. Đây là phiên bản thứ nhất thôi. Ví dụ trong thời gian rảnh mà mình có tham khảo được cái cánh cổng địa ngục nào mà phiên bản xịn sò con bò hơn thì mình sẽ chỉnh sửa nó trong thời gian sắp tới ha. Còn hiện tại thì mình chỉ biết trang trí tới đây thôi á. Và sau một buổi trang trí thì nhìn lại nào, cùng mình nhìn lại ha. Nó đã có một chút gì đó khác biệt rồi nhưng mà nó vẫn còn chưa cụ thể lắm. Ví dụ như là khu vực này nó còn khá là trống nè. Đằng đó thì cũng chưa ưng ý lắm nè. Mình chỉ thấy ưng ý ở bên phần đất thôi. Phần đất thì mình trang trí đã khá là giống thiệt rồi đó. Nhìn nó khá là tự nhiên ha. Còn riêng phần bên kia thì chưa tự nhiên lắm. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ khắc phục nó lại sau. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ về nhà để chuẩn bị cho công việc khác thôi. Bữa nay lưu bu quá trời quá đất ở bên này rồi. Như lời đã nói hôm qua thì hôm nay mình sẽ quay trở lại cái ngôi làng mà có cái bác thợ rèn cho mình 3 viên kim cương á. Để mình dạy nghề ha. Kiểu như là trả ơn mấy bác ấy á. Kiểu như cho mình mấy viên kim cương mà. Ủa nhưng mà... Ơ khoan. Ngôi làng đó đâu ta? Tới cao nguyên rồi nè. Ngôi làng đó đâu đó trên cao nguyên á. Hôm qua mới đi mình nay quên đường rồi. Tính ra mới đi hôm qua luôn á mà nay quên đường mất tiêu rồi. Thì cái tình... Ui nhìn cái này quen quen. Hình như gần tới rồi hay sao nè. Ngôi làng này tiếp trên cao nguyên lận. Ủa phải không vậy? Sao nhìn chỗ này quen thế? Rồi không phải luôn. Lộn ơi, quay xe, lộn ơi. Đi qua nhiều cao nguyên, riết nhìn cái nào nó cũng như cái nào à. Phải cái này không? Hình như cũng không phải luôn. Đâu ta? Hôm qua là mình... Nè, thấy rồi. I see you. Đi rồi, bếp dân làng yêu dấu đi rồi. À mà thôi đi, hôm qua sến quá. Giờ nghĩ lại mà còn sởn gai ốc á. Đây, mấy bác này thất nghiệp đúng không? Hôm nay thầy Lộc sẽ dạy cho. Bây giờ mấy học sinh muốn học nghề gì? Nhìn bác này có vẻ sáng sủa nè, cho làm thợ rèn. Chịu không? Ơ cái chi? Trời ơi, thầy Lộc dạy mà chi? Ú là trời, học sinh bây giờ. Quá là lì rồi. Đó, kêu làm thợ rèn thích muốn chết. Đó, thấy chưa, bác này khoái lại làm liền. Thích chăn cù. Kệ cho bác này làm ha, thợ rèn công cụ luôn. Rồi giờ bác nào thích câu cá đâu? Thích câu cá thì đây, cho cái nghề câu cá luôn. Này, thanh niên này được. Đánh giá cao hôm nay này. Hợp lý đấy. Rồi giờ còn thêm 3 nghề nữa. Đổi đi. Mấy em này lì quá. Qua đây coi còn học sinh nào nữa không ta. Có học sinh này trốn vô. Trốn cái gì không biết. Trốn nè. Học nghề vẽ bản đồ đi. Nói chung thì
Hầu hết những cái học sinh mà học nghề vẽ bản đồ thì đều đổi giấy trước á, khá là tiện luôn á. Còn này học sinh nhí thì không có học được. Nào lớn đi cho học, còn giờ thì kiếm học sinh khác coi. Có ai trốn ở đây không? Thanh niên này trốn học nè. Trốn học đi ngắm cảnh hả? Trốn học nè, học đi. Trốn học hả? Lì lì là ghi vô sổ đầu bài bây giờ. À, học sinh này thì đỡ que, cũng khá là giống bác dân làng ở nhà mình ha. Giờ còn một cái vạt để dạy cái nghề làm đồ da nè. Không biết còn dân làng nào thất nghiệp không ta? Mình dạy nốt luôn đi. Ở dưới này còn một số ngôi nhà nè, không biết mấy bác dưới này có nghề nghiệp chưa nữa. Vừa kiểm tra thử, gõ cửa từng nhà coi. Cốc cốc cốc. Có ai ở nhà không? À, trong đây. Tùy 2021 rồi ai làm linh mục nữa, làm đồ da đi. Đúng rồi nha, hợp lý đó. Cái này tịch thu. Cái này chế thuốc cái gì, cái này có môn chơi đồ á, không được, phải tịch thu liền. Rồi, và người ta nói có qua có lại mới tội lòng nhau đúng không? Thế nên bây giờ mình đã có công dạy mấy bác chân làng này rồi. Mấy bác chân làng cũng phải giúp mình xíu chứ. Tại vì bây giờ mình đang vướng một cái thành tựu ở phiên bản mới này, mình thấy nó rất là hay luôn. Đó chính là cái thành tựu mình cần phải kiểu trao đổi với một dân làng ở giới hạn chiều cao xây dựng của thế giới. Tức là đưa cái bác dân làng lên tít trên trời, rồi trao đổi với bác dân làng. Nghe có vẻ nó hấp dẫn đó nhờ. Được đấy. Thế nên bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đồ nghề ha. Rồi, đồ nghề của mình chủ yếu là mấy cục đá thôi, với một ít cái đường ray bắt thẳng lên trên trời ha. Nghe nó cứ toàn kiểu gì á, nhưng mà trước mắt là cứ bắt thẳng lên trời đi, làm một cái như là nấc thang lên thiên đường vậy đó. Ui, bây giờ là nhìn xuống dưới hết thấy cái gì luôn, nó thấy mờ đen đen thôi á. Còn bao nhiêu rậu? 70 rồi. Oh my god luôn, lâu vậy ta, xây từ sáng rồi tới tối luôn rồi mà vẫn chưa tới gọi là giới hạn độ cao của thế giới nữa. Mệt mỏi thiệt đó chứ. Tới như vậy 200. Ui, hình như phiên bản mới này tới 300 mấy ô lận. Nghe nó quải thiệt luôn á. Xây lên tiết trên kia thì chưa hết block luôn, thành thử ra phải về nhà để lấy thêm block, với cả là làm thêm đường ray á. Tại vì đường ray thì hồi nãy mình đem nó bị ít quá. Bây giờ thì mình sẽ làm ở trên đây một cái mặt phẳng cỡ bị lớn đây đi ha. Rộng rộng xíu thì mình sẽ dẫn bác dân làng lên đây nó an toàn hơn. Chứ nhỏ nhỏ quá mà để cho bác ấy rớt xuống dưới thì thôi, gọi luôn xác định là lên thiên đàng luôn đó. Rồi. Rồi để đây chắc bác dân làng không có dại dột gì mà nhảy xuống đâu ha. Giờ thì mình sẽ tiến hành đặt đường. Ồ, ở đây không đặt đường đây được hả? Oh man. Căng vậy. Ở đâu mới là giới hạn ta? Có sao đây mình không đặt đường ray được nha? À, chắc tại đó là giới hạn mất rồi. Ok. Trên này thì chắc đường ray thường thôi. Bây giờ mình sẽ đặt xen kẽ giữa một vài cái đường ray thường với những cái đường ray tăng tốc ha. Chẳng hạn như đây thì mình sẽ có một vài cái đường ray tăng tốc nè. Tại vì nếu mà không có đường ray tăng tốc thì với cái dốc cao như vậy nó chắc chắn là lên không nổi rồi đó. Nên phải kết hợp giữa đường ray thường và đường ray tăng tốc vào thì mới được. Ê, thấy ngôi làng rồi kìa. Mấy bé chân làng thật là nhỏ nhắn. Trên đây nhìn xuống đúng sợ luôn á. Mấy bạn nào mà bị tiền đình sợ độ cao các thứ cái này, đi lên chắc xỉu ngang luôn á, thiệt. Mình là cũng hơi rén ấy chứ, tại tay cầm vật tổ trường sinh nên tự tin vậy đó. Chứ thật ra bây giờ là tay rung cầm cập rồi. Vừa làm mà vừa rung á. Rồi, cẩn thận. Không được bất cẩn tí là đi luôn á. Những nấc thang cuối cùng. Cố lên. Chúng ta sắp làm được rồi. Nào. Bị thiếu, không sao hết. Thắp ở đây một cái. Hy vọng là đủ nha. Đừng có còn vài cái mà thiếu thì buồn lắm.
Và đây cái nữa. Rồi, vừa đẹp, vừa đẹp, vừa đẹp. Vào đây. Rồi, bác nào lên chiếc xe này không ta? Chiếc xe tử thần đi. Rồi. Đây, 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 đây. Làm luôn một cái xe mỏ đặc biệt. Xe mỏ, xe mỏ. Không chê tôi nghèo, lên xe tôi đèo. Bác nào? Nhìn cái gì? Nhìn cái 5.000, không nói nhiều. Nhìn cái 5.000. Chưa, bây giờ sao ta? Bây giờ vụ bác dân làng lên đây có một cái vấn đề á. Phải giỡn đâu. Đúng rồi, lên đi, lên trển đi. Lên trển đi, làm việc cái gì giờ tự nhiên chăm chỉ đột ngột vậy? Thích làm gì đúng không? Lấy luôn cái này, lên trển đi cho làm. Lên trển đi, ngại gì không biết nữa, mình nhau không mà. Lên xe, ư. Bật nha, đừng để dùng vũ lực nha. Ừ, chạy lên học nghề đi, chạy lên học nghề đi. Đẩy lên xe, ư. Cái bác này cố chấp gì ta, cố chấp vậy, hả? Hả? Bực á, tức. Đây, mình sẽ đặt xéo xéo xíu. Rồi, vụ bác dân làng lại luôn. Lại đây, học nghề đi. Học nghề đi mà, đây là nghề của bác yêu thích mà. Đúng rồi. Sao lại nè, trời ơi. Trèo lên xe có khó vậy không? Coi. Cày cái bác chân làng này vậy. Không lẽ bây giờ phóng bác cái dằn mặt chứ. Nóng người đó nghe. Thiệt luôn á, một hồi cho bác lên thiên đàng bây giờ nè. A few moments later. Tắt vật lý luôn. Rồi đi đi. Phải đợi mình ra tay không à. Bay lên. Whee. Lên thôi nè. Ôi dạ dạ dạ. Ui bấy dân làng lên đúng lâu luôn á. Mặc dù có đường ray tăng tốc rồi. Mình sẽ lên trên đây để đợi bấy dân làng sẵn á. Ui nè 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 nè. Không thôi là bị đụng á. Rồi đáp xuống. Ui da, thành công đó các bác này, thấy không? Lì, đợi mình tác động vật lý mới chịu lên xe đó, cái giá phải trả đó. Rồi bây giờ để cho bác này không dám lén phén đi xuống dưới á, mình sẽ đập cái đường lui của bác này luôn. Bây giờ một là bác đi lên trên và chấp nhận trao đổi với tôi, hai là bác xuống dưới, ok. Nhưng mà xuống là đường hàng không nha, chứ không có dẫn đi xuống đâu. Tự mà liệu hồn đó. Rồi học ngày đây. Coi chừng lọt lỗ bây giờ. Nhưng mà phải đổi khá là nhiều những cái cà rốt đó nhờ. Whee, tới nơi, I'm coming. Thầy tới với cưng đây. Học sinh đợi đây hơi lâu rồi đúng không? Đây, giờ trao đổi nhẹ với học sinh của mình coi. Cà rốt. Đây. Lẫm liền cái thành tựu thương nhân ngôi sao. Nhưng mà bác à, cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ. Hồi nãy bác lì với tôi làm sao? Tôi kêu bác lên, bác không chịu lên. Bác giận mặt với tôi hả? Tịch thu luôn. Số phận của bác thì sẽ được định đoạn nếu như mà bây giờ mình phóng cái cây đinh ba này. Nó xuống dưới. Mình đếm từ 1 tới 5 mà nó không giật lên là bác sẽ xuống dưới luôn. 1, 2, 4, 5. Ôi! Ui, cây đinh ba dữ rất. Oh no! No! Không, mình vừa đếm số 5 thì cây đinh ba đã trở lại rồi. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhé. Ok. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình đã sơ bộ trang trí được cái thủy cung ở phần bên ngoài rồi. Chưa có đá động gì tới cái thủy cung hết đó. Nhưng mà mình cảm thấy rằng hôm nay mình làm việc ở thủy cung hơi nhiều rồi. Chắc sắp tới mình sẽ dời về nhà làm việc vài hôm đi, chứ làm bển hoài thì cũng buồn ha. Và ngoài ra thì mình cũng làm được một cái thành tựu liên quan đến những bác dân làng, đó chính là trao đổi tít ở trên trời lận. Và cũng khá là khó để thực hiện đó nha.
Mong rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ có thể làm những cái công việc nó thuận lợi hơn và may mắn hơn á. Chứ hôm nay nhân phẩm của mình nó cũng chưa gọi là may mắn lắm. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.